想法心事，而无一他。即使已定难散也罢，食得美味会渐觉开怀。无谓人人夜夜感叹，几多爱上暂时忘了吧。偏偏也有甜酸苦辣。 如若有你吞香我，我会控诉最美的声吻。谁愿目的令人动心？慢慢慢慢咿呀，偶尔一些感觉，慢慢咿呀，渐渐默默作伴我心，是爱是爱这美美，静静一生都会牵挂，平平淡淡亦唔系差，慢慢慢慢咿呀，只需将心牵住，慢慢咿呀。 Loại thuốc đặc hiệu này sẽ kích thích thần kinh dị giác của ông trong khoảng thời gian cực ngắn, làm cho dị giác của ông hồi phục 100%. Cảm ơn ông, bác sĩ Viên. Không có gì. Cảm ơn. Nhớ trả tiền là được rồi. Tôi biết rồi. Tiểu đi, đi thôi. Lô, anh Hồ hả? Xong hết rồi. Cậu anh cũng chịu đến ứng chiến sao? Hôm nay nguyên nhân tôi đến đây là muốn cậu hiểu rõ một điều. Mục đích tôi tham gia cuộc thi chỉ là Mỹ Viện Viên, chứ không có nguyên nhân nào khác. Tôi không cần biết anh có nguyên nhân gì. Tóm lại tôi muốn anh thua cái tấm phục khẩu phục. Nè, với cô không gì mà anh đổ mồ hôi tôi thấy trước chứ bộ. Xin cô để ý nha, giọt mồ hôi này rõ ràng chảy về bên trái. Dĩ nhiên tôi đứng bên trái, tôi phải thấy trước rồi. Cô thấy trước thì sao chứ? Với quan hệ của tôi và sư huynh á, giọt mồ hôi này dĩ nhiên là tôi phải lao giùm sư huynh. Nghe nói cô đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi mà. Giọt mồ hôi này không có phần cô. Tôi lao. Thầy còn có thiếu cái gặp cảnh thầy mà. Tôi lao. Cảm ơn tiểu đi. Cậu dám lao giọt mồ hôi của sư huynh? Làm đệ tử như tôi cần phải làm vậy. Cậu trả lời một hồi nữa đi. Không cho mày chết, 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 chết. Cậu, thực tình tôi và Tân Tân không có gì. Tôi trông thế mà. Tôi trông sạch mà. Sư huynh, Các ca. Cậu, sư huynh, Các ca. Các ca, nhất định lấy lại những gì của chị mình. Các ca, sư huynh. Hẹn gặp nhau ở cuộc thi tập bếp. Cậu, sư huynh, Các ca. Bùng tay ra đi, mấy người nghi quá. Cậu, đàn bà đúng là ăn hại, đừng đụng tới tôi nữa. Sư huynh, các ca. Sư phụ. Ê, tiểu đi, biểu sư phụ của cậu tỉnh táo chút đi. Ăn chắc hả? Ăn chắc mà. Cậu nói gì? Gì? Sư phụ, thời gian sắp tới rồi. Trước khi tôi đi thi, cho tôi một chút khích lệ đi. Không thành vấn đề. Nè, làm gì vậy? Hả? Vậy đủ chưa sư huynh? Không đủ em cho thêm. Nụ hôn này á, có phải làm cho anh rung động không vậy? Hai người tránh ra đi. Cố gắng lên. Sư phụ, uống thuốc nè. Phải có tư thế tốt nhất khi ra ứng chiến. Con. Má.
Tô, dì Mập đã biết hết rồi. Má, con không muốn chứng kiến Mỹ Dị Viên kết thúc như vậy. Má biết, bây giờ cần nhất là giữ được Mỹ Dị Viên. Món nợ giữa má và ông để mai mốt má mới tính. Chúng ta ngồi xuống trước đi. Ừ, cũng được. Để tôi làm trợ lý cho sư huynh. Nghe nói tôi đụng vô trước mà, tôi giúp ảnh là đúng nhất đó. Mau xuống dưới ngồi yên lặng, còn bằng không hậu quả tự gánh đi. Đi. Ăn được thì đừng bỏ uổng. Hôm nay giới hạn trong vòng một tiếng. Phụ liệu không hạn chế, phương pháp chế biến không hạn chế. Chỉ cần làm ra một món, bộc lộ được 4 loại mùi vị: chua, ngọt, đắng, cay. Bởi vì 4 loại mùi vị này đại diện cho hỷ nộ ái ố, là cảnh giới cao nhất trong ẩm thực. Đến giờ bắt đầu. Món của tôi làm là tây mai nhồi bò phi lê. Còn món của tôi là sốt chanh hấp cá ma quỷ. Phần ngon nhất của cá ma quỷ là bộ phận cánh cá. Bột cay là phụ liệu tốt nhất để loại trừ mùi tanh. Trước khi cổ ăn lá bà thà, mà không suốt đời cổ sẽ là con rối của chúng ta. Làm gì vậy? Bộ thân với cô lắm sao? Dựa tới dựa luôn, tránh ra đi. Sao tôi ở đây vậy? Anh Cao, sao cô đi? Họ đang so tài với nhau à? Không phải cô chứ, họ đang tranh chức vị thần bếp đó. Vậy à? Anh Cao, ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên. Sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh, sư huynh. Tây mai nhồi trong miếng thịt bò, mang sẵn vị ngọt. Mục đích của việc nhồi cà rốt vào trong khổ qua là giúp cho hai loại mùi vị thanh và đắng hợp thành nhất thể, tận dụng vị đắng khi vào cổ của người thưởng thức. Ngoài việc có thể giảm được cảm giác béo mỡ của thịt bò, còn có thể bộc lộ mùi vị vốn có của thịt bò.
Hiếu đi. Có gì không sư phụ? Cậu ném giúp tôi đi. Hả? Có. Cuối cùng, bà dùng nước cốt chanh đưa mùi vị của miếng cá lên cảnh giới cao nhất. Hết giờ rồi. Dì Dương, mời ông thử món sốt chanh hấp cá ma quỷ. Ôi trời ơi, cá đẹp quá, trời đen quá. Ngon lắm. Ngon thiệt nha. Thiệt tình đúng là rất ngon. Món cá ma quỷ này dùng vị chua của chanh, vị ngọt của rau cải, vị đắng của khổ qua và vị cay của bột tiêu đỏ, bốn loại mùi vị khác nhau cùng nhau phát huy triệt để, nhưng mà đồng thời cũng dung hòa lẫn nhau hợp thành nhất thể. Đúng là giống như ma quỷ vậy, chứa đầy cám dỗ đưa người ta nhập hồn. Diêu Diêu, món của tôi là tây mai nhồi bò phi lê. Vị ngọt của tây mai, vị chua của quả chua, với lại chút ít vị đắng chát của hạnh nhân cắt nhỏ ra, thiết định là mùi vị rất đặc biệt. Tại sao lại như vậy chứ? Vị cay trong nước sốt hoàn toàn bộc lộ ra. Chắc là bỏ hương liệu nhiều quá rồi. Ồn ào quá, bộ bây giờ ăn chắc sao? Vừa cô cũng thấy sao, sư phụ điền cúi đầu sát đất, chắc là thua rồi chứ gì nữa. Tuy là tác phẩm vượt tiêu chuẩn, nhưng phải phù hợp với bốn loại mùi vị chua ngọt đắng cay. Hình như Kiều Bách Cao đã vượt trội hơn một chút. Nói một cách khác, Kiều Bách Cao là thần bếp của thời đại mới. Hay quá, sư phụ hay quá. Tại sao lại thua chứ? Phải đó sư phụ điền, sao ông lại thua vậy? Ông có nỗi khổ gì cái chuyện nói ra đi. Bỏ đi, ông không cần thiết thắng cuộc thi này cho chúng ta. Chúng ta cũng không có quyền trách ổng để thua cuộc thi này. Đi thôi. Điền Dĩ Cát, anh gạt tôi. Từ nay tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Sư huynh à, thật ra tại sao lại như vậy? Sư phụ à, hồi nãy thầy biểu con nếm thịt, không lẽ thầy... Phải, tôi lại mất vị giác. Tôi lại mất vị giác rồi. Thằng bếp, 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 thằng bếp. Nè, cô Kinh, cô Kinh. Dạ. Sao vậy, sao vậy? À, thầy đừng có lo, để con hộ tống thầy xuống xe. Thằng bếp, thằng bếp, thằng bếp. Nè, các vị làm ơn đi, làm ơn tránh ra dùm đi mà. Làm ơn tránh ra dùm đi, làm ơn. Thằng bếp,
Này, làm ơn, làm ơn, làm ơn được cái chen. Rồi, làm ơn, ra đây giùm đi. Được rồi, ra đi thầy. Trời đông người quá vậy. Làm ơn, ra đây. Rồi, trời ơi, đó quá trời người luôn. Tương đâu? Sư phụ nói thiệt nha, đừng ra ngoài nữa, bởi vì bên ngoài giới hâm mộ đông như là kia. Nếu thầy còn ra ngoài, thầy khó lòng mà vô đây được lắm. Đừng, tôi phải ra ngoài thì tôi phải. Đừng. Này, tôi, em sao rồi? Hồi nãy đông người như vậy, em cũng sao chứ? Em đứng ngoài thấy có chiếc xe du lịch chở đầy giới hâm mộ. Em nghĩ lần này nếu mình không đi bằng ngõ sau cũng khó mà thoát khỏi vòng dây được đó. Sư phụ à, thầy nổi tiếng rồi. Tôi nổi tiếng? Cậu làm gì vậy? Đi đâu đó? Thưa quý khán giả, thân bếp thời đại mới Kiều Bách Cao, thanh niên trai tráng. Các bạn hãy xem thân hình lực lưỡng của anh ta, gói trọn trái tim từ thiện. Anh ta vận dụng ngọn lửa một cách phù hợp, nấu ra những món ăn ngon, không uống đời người. Nhưng còn điều quan trọng nữa, đó là Kiều Bách Cao, từ 1 tuổi đến 80 tuổi, nam hay nữ, già hay trẻ, cũng phong ảnh là thần tượng của họ hết. Hey, quần áo và đồ nghề của cậu cũng mang được vài đồng. Nè ông chủ, sao lại sang nhà hàng và đồ nghề hết vậy? Phải đó, sư phụ vừa mới giành được danh hiệu thần bếp, định làm tiệc ăn mừng với ông mà, tổ chức party nữa đó. Bây giờ không chơi thiệt thòi quá hả? Phải đó ông chủ à, có gì ông cứ nói ra đi. Người có bi quan ly hợp, đang có tỏ lưu tròn khuyết, đau dài chỉ bằng đau ngắn. Bây giờ tôi bỏ đi, đỡ hơn mai mốt cậu Cao bỏ tụi tôi. Ông nói cái gì? Giao lông á, làm sao bơi nước cạn, mảnh hổ đâu có xuống bình dương được. Nè cậu Cao à, bây giờ cậu là thần bếp của thời đại mới, bên ngoài thiếu gì cơ hội. Đá banh hay họ còn đổi đội, diễn tuồng hay họ còn chuyển gánh, lẽ nào cậu cam tâm ở đây được chứ? Sư phụ à, lần này chú Bảo nói cũng đúng. Ông chủ, ông nghĩ Kiều Bách Cao này là một kẻ thế lợi quên nghĩa, lấy quán trả ơn hay sao chứ? Tôi giành được chiếc thần bếp thì sao? Chỉ cần ngày nào hoàng thất qua không còn ở đây, ngày đó Kiều Bách Cao vẫn còn là bếp chính ở đây. Chà, phong độ thiệt nha. Ngu quá đi. Ông Dư Hữu Bảo, tôi thay mặt tập đoàn ẩm thực Thiên Dương đến tịch thu hoàng thất qua hồn của ông. Tôi nghĩ chúng ta chưa nói chuyện được, bởi vì thần bếp nói là giúp chúng tôi, không chịu chúng tôi còn cứu giãn. Đây là một phần tiền cọc, khi nào ký giấy chúng tôi sẽ đưa luôn cho ông bà số tiền này. Tôi nghĩ lần này cô phải phí công tới đây. Thế gian này không phải chuyện gì cũng có thể mua bằng tiền được đâu. Tôi và hoàng thất qua hồng cùng tiến cùng lui, không rời bỏ nhau. Tôi nghĩ cô nên quay về trình bày lại với ông chủ cô đi. Ông chủ ha? Dù đây dù đánh gãy chân cũng đủ ăn. Không những đánh gãy chân, mất đôi tay cũng còn được nữa. Lúc nãy tôi nói với cổ rồi, ông... Ê, người có bi quan ly hợp, đang có tỏ lưu tròn khuyết, đau dài chi bằng đau ngắn. Nếu không nghĩ cho tôi cũng phải nghĩ tới tương lai của cậu chứ. Bởi vậy mới nói, nước cạn rồng làm sao bơi được. Cậu Cao à, cậu đã bơi ra ngoài biển rồi đó, khỏi phải lo cho hai lão già này nữa hả? Phải, chúng tôi muốn về Pháp sống cuộc sống an nhàn lâu lắm rồi. Bây giờ có nhiều tiền như vậy thì còn gì bằng nữa ha. Vậy đi nha, au revoir. Trời ơi, đúng là đồ nguyên hàng, thấy lợi quên nghĩa. Kiều Bách Cao, có tập đoàn Thiên Dương ủng hộ anh, nhất định anh sẽ là Thiên Dương thần bếp của thời đại mới. Đây là những nhà hàng và tiệm ăn do tập đoàn ẩm thực Thiên Dương chúng tôi quản lý. Tổng cộng là 88 điểm. Cộng thêm mười mấy nhà hàng mới sang nhượng ở Tạch Trụ, tổng cộng sẽ vượt trội hơn 100+ điểm. Vậy thì sao? Tất cả chúng tôi đều là vỏ rỗng, không có linh hồn. Sư phụ, ông nói gì con không hiểu cho lắm ạ. Vậy đó ông Hồ à, vỏ rỗng cái gì, linh hồn cái gì chứ? Tôi không hiểu. Linh hồn mà tôi nói chính là anh. Chỉ cần anh làm cố vấn đầu bếp cho công ty, thì trong hơn 100 nhà hàng này anh sẽ là linh hồn. Trong mấy nhà hàng đó sư phụ, bên này tiền lương cao lắm, mình giàu có rồi. Nên ông mới biểu tôi tham gia cuộc thi thần bếp để thắng Kim Nhất Sinh. Nguyên nhân gì cũng được, chỉ cần anh chịu gật đầu, số mạng của hai thầy trò anh từ nay sẽ hoàn toàn thay đổi. Anh hiểu chứ? Tôi cũng có phần hả? Anh nghĩ coi, một tên lính quèn trong một đêm trở thành thần tượng Thiên Dương, ánh mắt của mọi người đều hướng về anh, cảm xúc của anh giống như bay lên trời vậy. Chúng tôi sẽ giúp anh tổ chức hội đầu bếp quốc tế in postcard, làm VCD, in tạp chí đặc biệt để dân chúng Hồng Kông đều biết thần bếp tức là đại diện cho tập đoàn ẩm thực Thiên Dương của chúng ta.
chúng tôi tới đây. Hai thầy trò chúng tôi sẽ tiếp tục nấu đồ ăn ngon cho mọi người. Chúng tôi cái gì vậy? Không phải đâu sư phụ, nhiều khi suy nghĩ phải xét ở nhiều góc độ khác nhau. Góc độ này cũng hay lắm. Trước đây thần bếp Kim Nhất Sơn làm việc đơn điệu, không biết tận dụng triệt để tên tuổi của thần bếp để kiếm tiền. Lần này chắc anh sẽ không lãng phí bỏ qua cơ hội này. Sư phụ, cậu nói đúng á. Tôi tham gia cuộc thi thần bếp chỉ vì muốn chứng tỏ tài nghệ của mình. Tôi không nghĩ sẽ dùng tên tuổi thần bếp để kiếm tiền. Sư phụ nói cũng đúng, nhưng anh đừng quên, anh đã là thần bếp mọi người đều biết. Hơn nữa, anh cũng chẳng còn con đường nào nữa. Anh tự suy nghĩ lại đi. Vậy cũng phải đó sư phụ. Bây giờ anh thân là thần bếp, anh sẽ đưa ra sáng kiến gì cho giới ẩm thực vậy? Thế tôi là... Sư phụ à, để con. Thật ra tôi thấy thân là thần bếp cần phải truyền bá văn hóa ẩm thực của Hồng Kông á đến các nơi trên thế giới. Và cũng sẽ dùng tình yêu của mình thông qua thức ăn truyền đến những người có nhu cầu, giúp cho họ nhận biết hòn ngọc Đông Phương Hồng Kông càng tuyệt vời, càng tuyệt đẹp. Sư phụ, vậy đúng không? Chắc cũng cả đó đó. Trả lời hay lắm. Vậy thật ra là vì nguyên nhân gì thúc đẩy anh tham gia cuộc thi thần bếp lần này vậy? Thật ra tôi cảm thấy... nguyên nhân thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta phải hiểu một điều, muốn thắng người ta thì phải thắng mình trước. Tôi không cần nói cho người ta biết Kiều Bách Cao giỏi. Chỉ có điều tôi muốn nói cho mọi người biết đó là cái gì tôi muốn đạt được, nhất định là sẽ đạt được. Ok nè. Cậu có thể để dành câu hỏi này cho tôi trả lời được không? Bây giờ cậu là tôi hay tôi là cậu đây hả? Thật ra lần này tôi tham gia cuộc thi thực bếp tất cả cũng chỉ vì em. Thật ra lần này tôi tham gia cuộc thi thần bếp. Tức là tôi làm thần bếp á. Thật ra tôi nấu ăn á thì tôi chỉ hy vọng là khách hàng của tôi ăn là vui vẻ. Sư phụ, không lẽ thầy định từ chối chức vị cố vấn của tập đoàn ẩm thực? Nè Tân Tân, em cảm thấy thế nào? Thật ra em cũng không có gì, chỉ cần anh vui là được rồi. Vậy có nghĩa là bây giờ anh là thần bếp, có nhiều chuyện anh cần phải tự mình quyết định. Hả? Thôi, tới giờ em về tàu soạn rồi, em đi nha. Để anh tiễn em. Sư phụ, thầy tới đây. Lời ám chỉ của sư mẫu chắc thầy cũng hiểu hết hả? Cậu có ám chỉ gì sao? Đúng là thiếu kinh nghiệm mà. Phụ nữ thì thích biến chuyển. Nghe lời nói của họ không thể dùng tâm trạng của người bình thường để suy nghĩ. Thầy cần phải đảo ngược lại ha, rồi đảo ngược nữa để nghe. Có lẽ thầy hiểu. Đảo ngược rồi lại đảo ngược. Đúng. Lúc nãy thầy không nghe sư mẫu nói chuyện hả? Bây giờ anh đã là thần bếp rồi. Nếu anh thích thì tự quyết định đi. Nghe sơ quá là không có gì hết, nhưng mà thực tế cũng không à. Phải không vậy? Nè, phụ nữ nào mà không ham giàu sang? Không lẽ thầy biểu cổ nói trắng trợn ra hay sao? Hay anh làm đi, anh làm đi. Có nghĩa là nói cho thầy biết á, ánh mắt của cổ đã bắn đứng cổ rồi. Làm, nhất định phải làm. Nhất định phải làm thần bếp. Có phụ nữ nào mà không ham giàu sang? Nếu không tại thầy làm thần bếp á, cổ cũng không quay về với cậu đâu, ông cụ. Anh Cao, không phải anh chứ. Cực khổ lắm em mới đặt tin tưởng anh được. Bây giờ anh làm thần bếp, ngay cả chút xíu thù lao cũng không có nữa, hả? Sư phụ, không phải hù thầy nha. Đối với lại đòi hỏi của khách hàng á, thì đàn bà còn đòi hỏi nhiều hơn nữa đó thầy. Mọi người ngồi đi, ngồi đi. Hôm nay chúng tôi tổ chức cuộc họp báo này là muốn công bố với mọi người. Thần bếp ông Kiều Bích Cao sẽ ký hợp đồng với tập đoàn ẩm thực Thiên Dương chúng tôi.
trở thành cố vấn đầu bếp cho hơn 100 điểm ăn của tập đoàn ẩm thực Thiên Dương chúng tôi. Sư phụ, đi mau đi, tiền bạc đang đợi kìa. Sư phụ à, bác sĩ Dương Lập đã bỏ trốn rồi. Tôi thấy rồi. Nè, sư huynh anh coi kìa. Ủa, là MTV mà. Người này là lớp già hay lớp trẻ vậy ta? Bộ em không nhận ra ổng sao? Ổng là Hồ Thiên Trạch của tập đoàn Thiên Dương đó. Đúng vậy, tôi là Hồ Thiên Trạch. Nè, cảm giác ăn uống vô vị đó, khó chịu lắm. Thì ra ông thông đồng với bác sĩ Dương hại tôi. Phải phải, tôi làm đó, tôi làm đó. Nhưng mà nỗi đau hiện giờ ông gánh chịu so với năm xưa chỉ bằng một phần mười của tôi. Thì ra ông hại sư phụ của tôi. Ông ra đây để tôi đánh ông á. Mất thị giác, mất tri giác, mất tính giác, mất vị giác, giác gì cũng không còn. Tiểu Đinh, im đi, tắt đi, tắt đi. Dạ. Ê, khoan tắt đã. Làm đầu bếp mất hết vị giác, tức là không còn gì hết. Anh tiêu rồi, chết chắc rồi. Người ta là chủ tịch cả một tập đoàn nổi tiếng, lý do gì sư phụ lại có ân oán với ổng chứ? Dùng chiêu cái độc như vậy, coi bộ cũng có mối thù sâu nặng cỡ đó. À phải rồi sư phụ à, có phải thầy từng hại cha mẹ anh em chú bác gì dưỡng con cháu cháu chích gì của ổng không? Còn không thì anh thiếu tiền người ta chưa trả. Còn không thì bị dây dưa về tình cảm chưa làm sáng tỏ chứ gì. Còn không á thì có khi nào anh đã thắng người ta trong cuộc thi làm cho người ta còn không biết. Á thì có khi nào ai đó khiêu chiến không thành cố tình chơi thề chứ gì. Còn không thì có khi nào tầm sư không thành nên mới yêu quá đâm ra thành hận. Còn không thì có khi nào ngày thường thầy có nhiều chuyện xích mích với người ta mà không biết. Còn không thì có khi nào anh thấy ghét làm cho người ta cảm thấy chướng mắt quá đi. Sư phụ à, thì lên tiếng đi, nếu không mọi người thì không biết là nguyên nhân gì. Thì đó, bây giờ giống y như là hoàng thượng hạ chức thái giám vậy. Người ta có tiền có thế lực, chỉ cần giấy tờ một cái là con người mua đức anh liền đó sư huynh. Phải đó sư phụ, thì nói đi nói đi. Thiệt tình tôi có quen với người nào tên Hồ Thiên Trạch đâu. Tôi đâu biết tại sao ông hại tôi. Sự thể đến bây giờ chỉ có một mình ông biết nguyên nhân. Đúng đó sư phụ. Quyết định vậy đi, đối với hạng người này nhất định phải lấy bảo trừ bảo. Nào hay là gì đi, lôi ông về đây tới lúc nằm trên thớt rồi ai nói ông không khai chứ, phải không? Có cần rầm rộ vậy không? Bộ cậu không xem TV sao? Đối phó đàn ông chỉ có một chiêu. Chiêu gì vậy? Mỹ nhân kế. À, vậy thì càng chết nha, kiếm ở đâu ra một mỹ nhân? Bộ cậu đuôi sao? Cả người sờ sờ ở đây cậu không thấy. Cô là mỹ nhân hả? Nè chị hai à, người ta là dân có tiền, sở thích của ổng có khi nào thấp hèn vậy không? Con nít làm sao biết thưởng thức sự hấp dẫn của loại phụ nữ chững chạc như tôi. Tôi, Lưu Soan Soan, nổi tiếng là người đẹp lanh lợi, ai gặp cũng yêu, xe gặp cũng hung. Hoa kiều, quốc tịch, Pháp thôi. Cô là người đẹp. Thôi hai người có cãi nữa được không? Tôi đã tìm được một phương pháp vừa hiểu nghiệp vừa trực tiếp. Sư phụ quả nhiên cao siêu. Là gì? Là tạo chút thành ý, tạo chút lễ phép. Mua một vỏ trái cây, mua bó hoa tươi, đích thân lên trển hỏi ổng cho rõ. Dạ, cảm ơn. Dạ, ông Hồ. Ông Hồ, tôi nè. Kim Nhất Sơn bị ông làm mất vị giác nè. Anh? Đúng vậy. Tôi thấy lần đầu tiên lên chỗ của ông. Chút thành ý thôi, mua vỏ trái cây để ông ăn cho vui, không có gì đâu. Còn bó hoa nữa nè, của cô đó cô Hoa. Nè Kim Nhất Sơn, anh làm cái gì vậy? À, ông Hồ à, nhìn ông ngoài đời thiệt tình còn đẹp trai hơn là trên ống kính nữa hả? Kim Nhất Sơn, anh đừng mà dễ nhiều trò, anh muốn gì? Bình tĩnh đi, đừng nóng nảy quá. Thôi rồi, bình tĩnh đi, bình tĩnh. Ông nhìn khuôn mặt của tôi nụ cười trên môi, cũng đủ biết là tôi không ác ý rồi, phải không? Anh giở trò gì đi? Bình tĩnh. Phải rồi, bình tĩnh đi, bình tĩnh lại. Thật ra tôi lên đây á, chỉ có một mục đích, đó là muốn hỏi cặn kẽ. Lần này các vị chơi khăm tôi muốn biết, giữa tôi và ông, có phải có mối thù sâu nặng gì giải quyết chưa dứt? Ân oán giữa anh và tôi,
Dù bây giờ anh có đền mạng cho tôi, chưa đủ đâu. Chuyện lớn gì à? Tôi hại cả nhà ông sao? Được, tôi mượn tiền của ông chưa trả. Được, tôi phỏng tay trên ông. Đâu có lý nào. Không lẽ đúng là tại tôi thấy ghét? Đúng vậy. Anh đúng là miệng thúi khó ưa, nhưng cũng không bằng chuyện anh làm 10 năm về trước. 10 năm trước? Ừ. Đây, anh có nhớ không? Cây đàn này, 10 năm trước anh đã cắt đứt dây. Chỉ vì dây đàn guitar bị đứt đơn giản như vậy mà ông đối với tôi vậy à? Tôi muốn anh mất vị giác, tôi muốn anh mất tinh thần bếp, muốn anh mất mỹ vị riêng. Chính vì 10 năm trước anh đã làm đứt dây đàn của tôi. Ông nói thật à? Tại anh làm ông mất lòng tin đối với âm nhạc, làm ông thay đổi nhân sinh quan, thay đổi tín ngưỡng tôn giáo, thay đổi luôn ánh mắt bí ẩn của mình. Đừng nóng nảy quá, bình tĩnh. Điên thiệt mà, điên thiệt mà. Sư phụ, bây giờ thì hiểu rõ là tốt rồi. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm Tố Tố với dì Mập giải thích cho rõ ràng cho họ hiểu. Cậu nói rất đúng. Sư huynh, anh nghĩ anh giải thích rõ với họ thì có ích sao? Bây giờ họ mất luôn cả mỹ vị viên cũng tại anh gây ra cảnh tượng này cho họ thôi. Anh còn sĩ diện gì, còn mặt mũi gì, còn tư cách gì đi gặp họ chứ? Em nói đúng. Không phải đúng đâu sư phụ à, chuyện mất mớ đến ai cũng được. Bây giờ dì Mập với mọi người cần nhất là có người giúp họ đứng ra dàn xếp. Không lẽ thì khoanh tay đứng nhìn vậy sao? Cậu nói đúng. Sư huynh, anh đừng quên, bây giờ ngọt đắng chua cay anh cũng không phân biệt được, anh làm sao giúp người ta đi? Nói rất đúng. Nè sư thúc, rõ ràng bây giờ cô muốn phá đám mà. Nè cậu có biết chưa, gia dế cậu dám nói chuyện với sư thúc vậy hả? Nè, môn hạ thiên sơn, thân du gia địch của chúng ta, môn quy quy định, nếu mà có lý thì không cần giai cấp, không có lý thì đừng học. Nè, tôi chỉ muốn tốt cho sư huynh thôi, tôi muốn phê bày ra để nói, để nói rõ ràng rành mạch mà. Vậy có cần cô nào cũng sốc người ta không? Nãy giờ có vấn đề gì đâu, tôi cũng nói đâu có sốc. Nè sư phụ, thầy đi đâu vậy? Điên thiệt mà, điên thiệt mà. Thần bác, thần bác, thần bác, thần bác, thần bác, thần bác. Ê, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, cho tôi xin, cho tôi xin. Nè, xuống hàng. Từ từ rồi có, xuống hàng. Đi xuống chưa? Đi xuống, xuống, xuống. Vào phòng xài đỡ. Hey, sao cũng được, dù gì cũng để hụ người ta, mặc kệ nó là mở heo, vào phòng, vào u liêu hay là mở bò, tóm lại hụ được người ta là điều tốt. Anh Toa giàu gì vậy? Bộ định làm sườn ra mà. À Tố Tố à, cô nhìn bộ dạng của tôi có hụ được người ta không? Bộ dạng của anh á, thiệt tình ở thời hoàng kim còn trình là không được, lại còn bị nói là tên sao bọ nữa. Hai người làm gì vậy hả? Cũng phải đâu có, chúng ta phải cùng sống chết với mỹ vị viên đó. Đúng vậy, ngày mai đứa nào dám tới đây tịch thu, thấy đứa nào tôi sẽ quét đứa đó. Tôi phải cùng sống chết với mỹ vị viên. Thủy nhân múa gậy, linh xà xuất động, quả vàng địa bàn tuy là chim chi. Im lặng một chút được không? Giờ phút này làm sao im lặng được? Tuyết qua lạc địa. Lại không phải lợi hại lắm, là anh có biết chiêu công tử phục hổ quyền không? Công tử phục hổ quyền phải không? Được. Nè, cậu làm gì vậy? Toàn dầu mỡ, ngừng lại đi. Chị mà ba gì đừng có đứng gần coi chừng vào phòng dân trước gì đó. Anh là thầy chết bảo vệ mỹ vị viên đó, ngày mai ai đến tịch thu thì đánh người đó đó. Ôi, giờ phút này đòi chém đòi giết không giải quyết được vấn đề gì đâu mà thiệt tình hả? Không lẽ đứng nhìn người ta đứng đòi nhà sao? Người ta không chịu ký tiết với chúng ta cũng đành chịu thôi. Mỹ vị viên là tâm huyết của ba và má tôi cũng đâu muốn đứng nhìn nó dẹp tiệm. Mọi người có nghe câu nói là tuy vỏ ngoài chết nhưng linh hồn vẫn tồn tại chưa? Linh hồn. Tuy cái vỏ của mỹ vị viên đã chết, nhưng mà chúng ta có thể mang linh hồn của nó dọn đến vỏ bọc khác. À, má! Má định đổi mỹ vị viên à? Đúng vậy. Má, có người đồng hương tên là Xuân, nó có mở một tiệm bán cơm, nhưng bây giờ nó định sang lại. Má định coi nó có thích hợp làm vỏ bọc mới cho mỹ vị viên của chúng ta hay không? Yeah!
À, nè, về mà ba. Má, hình như ở đây hơi cũ đó má. Hình như là vậy á. À, nội thất ở đây có thể nói là hơi cũ một chút, nhưng mà buôn bán cũng khá lắm. Nếu mà bán đắt á, thì mấy cái chuyện trang trí cũng không thành vấn đề gì, phải không? À, tiệm cơm này thiệt tình bán được lắm á nghe. Mọi người thấy không? Đó, 3 giờ 15, giờ uống trà chiều, bàn nào cũng đông khách hết trơn á. À, tiệm cơm này thiệt tình là bán được lắm. Đâu có tử tế gì đâu. Rõ ràng là gạt mẹ con chúng ta mà. Nè, ở đây tiền nhà thì rất là rẻ, mướn người thì ít đồ đạc cũng đủ ha, có khách khứa cũng đông, tiệm cơm này thiệt tình bán được lắm. Có phải thiệt không vậy? Nhưng mà nghĩ kỹ lại, tiệm này hình như hơi xuống cấp á. Nè, hai người thấy đầu bếp của chúng tôi nấu những cái thứ rác rưởi đó so với mỹ vị viên thiệt tình thua xa dữ lắm. Nhưng mà vậy, khách khứa ăn đến nỗi làm như là lượm được vàng không bằng vậy, tiệm cơm này thiệt tình bán được lắm. Nhìn kỹ lại, hình như tiệm này cũng bán được lắm. Buổi trưa thì có những công nhân xí nghiệp đến đây ủng hộ, còn buổi tối có gia đình kéo đến quây quần, còn bình thường thì có khách quen, rồi lâu lâu cũng có khách lạ. Tiệm cơm này coi gì chứ bán được lắm á. Tiệm cơm này 100% là bán đắt hàng rồi. Nè dì Mập à, chúng ta cùng làng cùng quê. Tôi nói thiệt nha, tôi gạt người ta chứ đâu có gạt gì làm gì. Hơn nữa tiệm cơm này có tình cảm lắm, chỉ có sang lại cho dì tôi mới yên tâm thôi à. Tôi hiểu mà. Ê nè, đợi lát đã. Má, con đã. Cái gì? À, anh Xuân à. Hả gì? Tại sao khách của anh á, ai cũng là phái võ đàng không vậy? Hả? Tiêu tình mà giáo, người giáo của nó võ đàng. Nè, anh Xuân à, số năm đại đệ tử ngồi hết ở đây vậy? Ờ, phải đó. Gần chỗ này là xưởng phim mà, phải không? À, đừng có nói là đám lính quèn, lâu lâu cũng có nhiều diễn viên nổi tiếng đến đây ủng hộ lắm. À, con à, thì ra diễn viên nổi tiếng cũng đến đây ủng hộ. Dạ. Không ngờ cách cứ đến đây cũng đông thiệt á. Ừ. Cho nên mới nói bỏ 600 ngàn để sang lại thì có lợi cho gì lắm. Nếu mà nói ra người ta tưởng là tôi gạt gì nữa. Đấy, lẽ nào cậu lại gạt tôi, quyết định vậy đi, ngày mai làm thủ tục. À, vậy thì quý tử nhớ ngon nha, ngày mai làm lại. Được. Không cần, cảm ơn anh nha. Dạ. Bye. À, bye bye. Cẩn thận nghe. Phải anh vậy đại ca, tôi bỏ gần ngàn để mời đám lính lăng đến đây sao không thấy có phản ứng gì hết trơn vậy? Gây chút xíu phản ứng có được không? Phản ứng. Ê, gây chút phản ứng coi. Phải rồi, ông chủ. Gây chút phản ứng. Giờ không thấy đem nói vậy, lẹ lên đi chứ. Để ngày mai nói luôn. Con, khi rồi sao con còn không ngủ vậy? Con đang chuẩn bị một mẫu thực đơn mới nhất. Con muốn đưa tinh thần của mỹ vị viên đến tiệm cơm mỹ vị. Được, có lý tưởng. Con muốn đưa món pháp chính tông cho khách hàng thuộc tầng lớp khác. Ừ, có chi khí. Cho dù không có bà, không có tên khốn điền gì khác kia, tầng tối tối này cũng có thể làm được những món ăn giúp cho thực khách ăn rồi nhớ mãi. Hay, có bản lãnh. Con ơi, sao vậy? Cho dù có lý tưởng, có chí khí, có bản lãnh thì cũng vô ích thôi. Con không có lòng tin đâu má. Con đã giết cả đêm rồi. Sao đây? Dù một món ăn con cũng không nghĩ ra nữa. Con, sao không sao. Nè, nghe lời má, con nhắm mắt lại, tưởng tượng một chút thử coi. Tưởng tượng cái gì chứ? À, con nhắm mắt lại trước đi. Nhắm mắt lại. Một nhà bếp rất sạch sẽ, mỗi một đồ nghề đều chiếu rọi một cách sáng chói. Con mặc một bộ đồ đầu bếp trắng như tuyết. Con sẽ làm cho khách một món gọi là bò bít tết trộn rau thơm. Đó là một cao thủ. Con phải làm cho thịt bò và nước sốt hoàn toàn tương ứng với nhau. Má, hả? Con biết con có thể làm được mà. Dĩ nhiên rồi. Ngày thường con ý lại tên khốn đó quá. Thật ra có rất nhiều chuyện bản thân con làm được. Đúng vậy, con phải chứng minh cho mọi người biết tầng tối tối này cũng có thể là một đầu bếp nổi tiếng được. Đúng vậy, chúng ta là phụ nữ cần phải đứng lên. Má và con đều cần phải đứng lên. Yeah. Ê,
Anh trốn trong này làm gì vậy? Không, làm thùng giấy. Anh làm thùng giấy dưới nhà của tôi. Đi vậy cá. Anh có ngu đến như vậy không? Anh gì muốn gặp em? Cái gì anh cũng dám làm. Tần Tố Tố à, Tần Tố Tố, cô không được mềm lòng như vậy. Tại hắn nó làm cho cô mất người cha, mất mỹ vị gì. Chửi hắn đi, chửi hắn đi. Em tin anh đi Tố Tố. Anh không cần nói nữa, đi vậy cá. Dù có chết tôi cũng không yêu anh đâu. Tố Tố, Tố Tố, Tố Tố. Số tiền này sau khi mỹ vị gì đóng cửa còn lại 51% cổ phần của anh, đúng ra tôi được nhà tiểu đơn đưa cho anh, nhưng bây giờ không cần nữa. Anh đã tới đây rồi, anh không lấy, anh không lấy, anh không lấy, anh không lấy, anh không lấy đâu, anh không lấy, anh không lấy đâu mà Tố Tố. Cô Lương à, xin lỗi nghe, tạm thời chúng tôi không có thuốc gì để giúp bạn của cô hồi phục vị giác. Chuyên trị các loại bệnh nan y, bệnh gì cũng có thể chữa khỏi hết. Sơ, rõ ràng lang băm gạt người ta. Đồ đi, ai tin chắc cũng ngu lắm. Thần y vậy thần y, tôi không sao chứ. Nè ông Lan, tôi nói thiệt nghe, ngày thường ông ngồi trầm hổm lâu quá, đứng lên nó có phải là thấy chóng mặt không? Chóng lắm, chóng lắm. Nếu mà ngày thường mưa gió trở trời, ông có cảm thấy rùng mình phải không? Rùng lắm, rùng lắm. Nè, ngày thường ăn cơm xong có phải là ông cảm thấy buồn ngủ không? Buồn lắm, buồn lắm. Bách phát bách trúng, có tai nhá. Thần y à, cái gì ông cũng nói trúng, có phải tôi bị nạn lắm không? Ai, vậy thì ông đừng có lo, có thần y ở đây mà. Đây, cái gói này là đặc trị độc quyền của tôi. Nè, ông đem về sắc ba chén thành một chén, uống xong đừng có bốc ra lại nghe không? Nè, ông nhớ mỗi ngày đến tái khám, uống khoảng năm mấy hai năm bệnh nó khỏi à. Cảm ơn thần y. Hài khoan nói tiếng cảm ơn đó mà. À, đúng, 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 đúng. Được rồi, được rồi, tôi về đi, về đi, về đi. Nhớ quay lại tới khám đó nghe. Xong rồi, về đi. Bệnh gì đây? Đúng là bệnh nào ông cũng chữa được chứ. Thì dĩ nhiên rồi. Nhưng bệnh tôi nhờ ông chữa nó lạ lắm đó. Lạ lắm được. Để tôi lấy hàng thiệt để chứng minh cho cô thấy nghe không? Nè. Thành Long. Thì đúng rồi. Ai ca Thành Long mỗi lần đóng phim hãy mà nhức đầu chóng mặt gì bị thương gì cũng đều ghé lại tôi khám, có vậy mới khỏe được chứ bộ. À Bà Trưng. Đấy, năm xưa cả ngày ông tất bật công việc, chuyện nhà, chuyện nước, chuyện thiên hạ ông phải đi hết ha. Ông không tới thăm chỗ tôi làm sao khỏe mạnh vậy. Đây nữa nè. Diana. Phải, cô cũng biết Diana mà. Tối ngày cứ bị mọi người quấy nhiễu, trốn rồi trốn, trốn hoài. Cho nên là tôi phải thường đến tận nơi chữa bệnh cho cổ. Hay lắm phải không? Nhưng mà cũng mới bị tai nạn qua đời rồi mà. Mấy cái bệnh nan y thì tôi chữa được thôi. Còn thiên tai họa địch thì làm sao mà dám bảo đảm, cô hiểu chưa? Thần y, ông giỏi thiệt đó nha. Tạm tạm vậy thôi. Tôi muốn mua một gói thuốc để giúp cho người ta hồi phục vị giác. Vị giác? Được. Hong 偏偏也有甜酸苦辣